Chào cả nhà nha. Nay mình có tới ba ông thợ. Ba ông thợ ngoéo lận. Với anh trưởng ban, anh trưởng ban anh Hùng. Còn thợ ngoéo thứ ba kia, ông thợ ngoéo mới. Nay tự nhiên đổi hứng đi theo nhóm tụi mình chơi. Ngoéo ếch nữa. Chị bên đó chỉ rắn rồi đó. Được. Phát hiện lớp da lọt mới lọt bự. Đâu? Ừ. Rẻ mà. Rẻ. Rồi. Nên nó lột nữa hả chị? Lột nữa. Ở chỗ nào? À. Rồi nó rút trong đống rơm á. Ngoài đó đó hả? Chút tụi em cũng đi vòng ra đó đó. Chỗ này là cái chỗ hồi nãy có chị bên đường chỉ nè. Ở cái gò này nè. Mà da chỉ lợm rồi, đâu còn đâu. Nãy chị nói da chỉ lợm rồi. Hả? Ừ, có văng lưới nữa mà. Có hàng không? Nè, thợ bí mật của mình nãy giờ nè, anh Hai Vũ. Hai Vũ chào nhau. Này tay lưới. Thợ bí mật của mình nãy giờ ngoéo ếch, ngoéo được mấy con ếch, bắt được mấy con cá nữa. Còn trống không nha ta. Này không không đó. Đi biển ha anh hai. Không gió quá rồi, nó ương rồi. Nó có ngách trong một kia tắm. Trời ơi. Ai mà nằm dưới gốc cái cách luôn. Mà quyên cục ngồi gì có lá cách vuông gói luôn. Tôi đào ra cái lưới bà chồng bà về chiều chửi bà cho con gỡ ra đào lát cái răng lợi đào lát cái răng lợi cho bà đi ta đi hết đi ra da không ngựa hả? Trời, giờ chỉ làm chỉ làm thấy ghê quá. Chỉ tưởng nó rắn độc. Chỉ là chữ lưới chọn rồi. Da không ngựa hả? Hình như hai da gì đó, đằng kia da bự hơn. Tưởng mình vẫn còn dặn bên kia nó qua, con mình chết luôn. Da không ngựa.
con rắn này phải bự rồi, bự chà bá rồi, bự hơn rắn của ổng rồi. Được chứ. Mới lọt cái chát rồi hả? Hướng dẫn kia qua chứ. Mày chị có xem clip mà thông báo chị luôn, da không ngựa thì chị ơi, da rắn không có độc. Gốc da bảy gốc da dưới chứ da mình đâu, ở gần cho thận á, da nó là chưa ghé ăn nào, còn tâm nó ghé rồi. Wow, ăn bóng rồi hả? Được rồi. Chưa đó cầm cây kìa. Cố phải ra để gõ nó mới được. Sao thầy? Đó, đưa là ngon này. Có giờ là có lý rồi. Nè, dưa bóng nè. Nè, học đi anh hai. Học đi mốt mình về mình tự chơi luôn. Nè, nè, thấy không? Thấy không? Rồi. Nó đáng nhớ. Nè, nó bóng lắm nè. Bóng trời luôn. Giờ là vô mới nè. Nó ra cái đâu ạ? Chín cây chọt. Nó bị gì đó? Bắt bồ đi với nó là thằng lòng. Rồi bắt bồ đi nó đi nổi. Sao quá vậy? Đi biết không? Biết hết. Vô giò. Trời ơi, con Nguyễn ơi. Con Nguyễn hả? Ừ. Dục nghe cái gót hả? Dục có còn cảm giác gì không hả? Có hai bạn ông bài bài. Cũng cản cản cho nó sao không? Chỗ đây. Còn nguy hiểm quá. Trời ơi. Không kỳ á. Không. Cố qua. Cái là tượng bữa về làm vậy là thả mượn chiến sụ luôn.
Cái đầm lúc rồi còn nuôi cua không anh hai? Hôm nay không có còn thả. Hôm nay không có cua con. Chứ mấy cua cũ không còn ha. Ừ, nó bơm, già nó chết đó. Bơm cái mương rồi còn được con gì biết. Con bị ốp rồi, mập rồi. Già nó đủ. Ủa vậy là tính cái tuổi thọ con cua nó cũng đâu có lâu hả ta? Không lâu đâu, nó dụ nó sống nó lột tới chừng mà nó lột vài lần là nó lớn rồi là nó tự nó đủ rồi mà. Còn tính đâu thì nó sống hoài chứ. Còn con cua cái thì nó có gạch rồi là nó vòng đời hết á. Tưởng đâu đó giữ nó con cua mà nó sống dài. Cua đồng sống dài. Nó đuôi nè, đâu có đuôi luôn hả? Cái ông đã nãy thấy hình như có gì. Dạ không phải hai qua mắt rồi. Thật hả? Đâu anh nhìn thấy đó hả? Thật thấy ra. Rồi đất vô duyên. Bình đây hả? Đây. Đất chạy xuống rồi. Đất nó che lại lỗ luôn. Đâu, chạy ra là gõ rồi ha. Ôi, 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 quá. Ôi. Cái gì? Ôi, nó rút đâu rồi. Nó rút. Bự ha. Chắc thì không bằng con qua đâu. Đuôi nè. Con qua mới giữ. Ôi, ôi, sao có mặt trăng. Tôi không lợi, đây nó hơi hết. Rõ lại đi. Không có mặt tên này. Sai lầm. Ôi, chọt, chọt đít anh mới chạy. Đó, đó. Bự, bự. Ôi, hơi ký rồi. Bự mà nó không được dài. Nó dài á, nó mới nặng. Nay có hai dụng đi lên quá. Dụng luôn. Là, dụng luôn. Qua đi. Vừa là hên rồi. Hết chài nha mày. Ký. Ký món vào. Ký à? Cái gì? Bự quá mự. Coi vậy chứ chừng ký à. Chặt được ngắn hả? Chi một dân lũng ngắn. Bông 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 đẹp quá. Cột lại nghe cá. Ngộ Tâm nãy giờ đi Tức Quốc không nghe kêu hú gì hết vậy? Không, thằng là thằng Tâm ghẹo bà cắt cỏ kìa. luôn thứ bảy thứ ba không? Ủa, ký hai vậy là có đâu ký 50. Ký từ ký tới ký mốt á, nhìn nó bự ha, nhìn nó kinh càng nó bự phình nhìn nó, thấy nó cũng bị gì bè nó bự. Nó còn cái gì nè? Chỗ đây nè. Không. Hết hả? Cùng là này đi. Con là quý vậy. Đó, đi kiếm lượm thêm mai cái mấy thằng thạch coi. À đi em mượn cái tùng nó coi. Nặng chứ. Ký à. Ký cá ếch luôn. Hơn ký. Trong đó có cá là cá phi. Ếch. Cá rô. Hồi nãy anh Giang, anh Hai với anh Hùng trên đường tới đây nè, tạt vô mấy cái đìa méo đi bắt được mớ cá mớ ếch. Chín mười anh bạn, chín mười cái ngọt thì nó lớn hơi lượng miếng không có lớn hơn tầm. Nó lấy cái già đuôi con hậu dện líp lợm đem ra so sánh với con dện hôm qua Tâm nó bắt bự hơn, thằng này bự hơn, bự hơn. Cái này mới 1.6 kg. Con này qua chưa cân phải không? Hồi giờ cân thử coi. Luôn bao 1.8 kg. 1.6 kg. Rồi, 1.5 kg à. Con 1.4 kg năm chọc phòng ơi, vậy là con này còn có 1.2 kg rồi. 1.3 kg. 1.3 kg. Đi hai chú, đi rửa rồi đặng hai mình đụm mấy gót về chú ơi. Rửa đặng rồi đây bắt.
Ở cái tập thứ 552 mình có nói hai cái đoạn clip nó gần gần giống như là bị tắt kiếm tiền vậy đó. Cho nên mình buộc mình phải gỡ nó xuống để mình chỉnh sửa nó lại. Nếu mà cả nhà vô tình xem phải cái clip cũ đã xem rồi á, thì thông cảm cho nhóm mình. Còn hai nữa, những người người ta chưa xem á, người ta có thể ta xem. Mình không có chơi chiêu gì hết á. Thì nó không hái được tiền, không kiếm được tiền, mình phải buộc phải gỡ nó xuống rồi. Chứ mình để nó luôn thì nó ảnh hưởng cho kênh mình nữa. Rồi mình chỉnh sửa là mình đưa qua kênh phụ. Cho nên giờ giấc nó không có theo nguyên tắc nữa là vậy đó. Giấu con ếch, anh giấu con ếch đi rồi. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Không là toàn bộ những cái clip mà mình méo ếch á, bị dàn tiền hết à. Cho nên giờ mình không có quay méo ếch nữa. Thời gian gần đây thì mình quay nó xa. Còn giờ thì không quay luôn. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Giờ mấy anh em mình chắc về cây da hay cái gì đó, hay chỗ nào đó để mình nướng mấy con ếch với con hổ dợn hôm qua tâm bắt được. Thì mấy anh em mình lai rai luôn. Có anh Hùng nè, với anh Hai nữa nè. Với sẵn đây mình thông báo cả nhà luôn, tại vì hôm rồi mình có hứa tặng một số món quà. Không có gì hết, chỉ là cái nón với cái áo thôi. Tặng cho My Nguyễn ở Bến Tre, rồi Tâm ở Vĩnh Long, rồi với đứa cháu mới hôm qua hôm kia gì cũng nhắn tin cho mình, tên Long tên Quân gì mình cũng quên rồi, nhưng mà mình có nắm địa chỉ lại rồi. Nhưng mà thật ra thì mình chưa có đồ về, đồ mình đặt ở thành phố á, họ chưa có gửi về cho nên mình chưa có gửi đi được. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem, nhớ đăng ký để ủng hộ cho nhóm. Bữa nay cái trái này nó rụng quá trời nè.